quay video mừng sinh nhật 92 tuổi của cụ bà, đến khi xem lại thì rùng mình khi thấy bóng đèn lạ lướt qua. Ngày sinh nhật là dịp quan trọng để gia đình tụ họp, quây quần bên nhau, ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Thế nhưng đôi khi những khoảnh khắc vui vẻ ấy lại ẩn chứa những điều kỳ lạ và bí ẩn, khiến người ta không khỏi rùng mình khi xem lại. Mới đây, một hiện tượng kỳ lạ tại gia đình của cụ bà, khi cả nhà đang cùng nhau quay lại đoạn video mừng sinh nhật 92 tuổi của bà. Tuy nhiên, sau khi xem lại đoạn video, mọi người đã không khỏi hoảng hốt khi phát hiện ra một bóng đen kỳ lạ lướt qua trong đoạn phim. Theo chia sẻ của một thành viên trong gia đình, vào ngày sinh nhật 92 tuổi của cụ bà, gia đình đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Mọi người đều vui vẻ, trò chuyện rôm rã và cùng cụ bà thổi nến. Vì muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, một thành viên trong gia đình đã sử dụng điện thoại để quay lại toàn bộ buổi tiệc. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi tiệc và cùng nhau xem lại đoạn video, thì bất ngờ một chi tiết kỳ lạ đã khiến tất cả phải đứng hình. Trong lúc cụ bà đang ngồi phía trước là chiếc bánh kem, thì một bóng đen hình dáng giống một đứa con nít chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện và lướt qua ngay phía sau lưng cụ bà. Điều đáng nói là trong suốt buổi tiệc, không một ai trong gia đình phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, không có sự hiện diện của người lạ hay bất kỳ vật thể nào có thể tạo ra cái bóng đó. Ngay sau khi phát hiện ra điều này, gia đình đã cố gắng tua lại xem kỹ từng giây của đoạn video. Tuy nhiên vẫn không thể giải thích được bóng đen lạ này là gì và đến từ đâu. Nhiều người trong gia đình bắt đầu sợ hãi, cho rằng đây có thể là một điềm báo không lành. Tuy nhiên số khác lại trấn an cho rằng có thể đó chỉ là một hiệu ứng ánh sáng hoặc một sự cố kỹ thuật nào đó trong quá trình quay phim. Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người sau khi xem xong cho rằng đó là bóng dáng của một đứa con nít lướt nhanh qua khung hình, khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang và tò mò về sự xuất hiện của hiện tượng kỳ lạ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!